Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một phôi bẩm sinh trào phục kiến nha. Hoành thân anh chị cô chú so lại ngón tay giúp em nha. Còn hoành cũ ngang cái vị trí cũ đây là 10 nha. Cao là 12. Còn tán bày của nó là 17 nha. Đây nó đánh con rất đẹp rồi. Đây bầu sơ dừa nha anh chị cô chú. Hàng mini rất duyên dáng luôn. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn.